Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá nhãn IDO tại khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá nhãn IDO thì hàng tuần mình còn có làm những clip cập nhật tình hình giá nhãn tiêu da bò, giá nhãn xuồng hay là giá thanh nhãn. Quý anh chị và các bạn nào có quan tâm đến giá cả của nhãn nhãn trên thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem, hoặc là quý anh chị và các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra video mới thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được thông báo và rất là dễ dàng để vào xem được những clip cập nhật tình hình giá nhãn mới nhất. Quay trở lại tình hình đến giá nhãn IDO tại khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp trong một vài ngày trở lại đây thì giá đang tăng nha quý anh chị và các bạn. Cụ thể là tình hình giá nhãn IDO tại khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp giờ lúc này thì có giá dao động từ 26.000 đến 29.000 đồng một ký. Ở khu vực Vĩnh Long và Đồng Tháp có giá dao động từ 26.000 đến 28.000. Còn tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang thì có giá dao động từ 27.000 đến 29.000. Đây là giá thực tế thương lái đang mua tại vườn ở một số vườn tại khu vực Ôn Môn, Cần Thơ quý anh chị và các bạn. Ngoài ra thì giá nhãn IDO còn tùy thuộc theo từng khu vực, từng vườn nhãn và từng hình thức mua có lái, mua xô hoặc là mua lựa sẽ có giá chênh lệch lên xuống từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký. Điển hình như tình hình giá nhãn xô ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp có giá dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký. Do nhãn bị xuống màu hay là vườn nhãn trái xấu, trái nhỏ. Theo dự báo của một số bà con nông dân và thương lái thì trong một vài ngày tới giá nhãn IDO sẽ còn có thể tiếp tục tăng. Do hiện nay tình hình nhãn đang thu hoạch ở các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì còn rất ít. Nên dự báo trong một vài ngày tới thì giá nhãn IDO sẽ còn có thể tiếp tục tăng. Do tình hình như hiện nay thì giá nhãn IDO có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Do không có thời gian rảnh nên đôi khi khoảng vài ba ngày mình mới có thể làm một clip cập nhật tình hình giá nhãn IDO, nên đôi lúc thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại, thì mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Đồng thời thì mình cũng rất là mong quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh, có đang bán nhãn hay có biết chính xác tình hình giá nhãn ở khu vực nào thì xin vui lòng comment giá ở phía bên dưới cho quý anh chị và các bạn xem sao cùng tham khảo giá. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn đang xem kênh có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho tất cả quý bà con mình đang thu hoạch nhãn hay sắp sửa thu hoạch nhãn sẽ có một mùa nhãn đạt được năng suất thật là cao và bán được giá cao. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá nhãn kế tiếp.